chào bác nhé, em Lâm đây. Dạ lên bác một con máy rửa bát tay trở Lâm đây. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, con này thì tiền ít thịt nhiều đây. Đấy, số 5 thì số 8 nên là đông người thích. Đấy, em xin phép quay qua cửa hàng nhà em. Cửa hàng em là cửa hàng Thanh Lâm các bạn shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433 để bác tiện thì gió liên hệ với kênh nhà em. Thì cho bác có thể một tay là làm cái quay qua mặt tiền này. Đấy, mặt tiền là nét căng luôn. Đấy, em xin phép để em biểu luôn. Mặt tiền thì nét căng luôn, bách đây. Bách nét luôn, đằng sau đây. Đấy, căng chưa? Đấy, bên này đây. Rất là căng luôn. Bếp tuy là máy rửa bát cũ thôi, nhưng mà chất thì các bác yên tâm không cần phải bàn. Từ cái giò này các nhìn này. Từ những cái giá này. Tức là em đi tuyển chọn thì em chỉ tuyển chọn những con chiếc đẹp thôi. Tuy là giá bình dân nhưng mà phải đẹp mới bán cho các bác. Đấy. Chiếc này là chiếc Panasonic T-5. Con này thì nó rửa được cho từ 10 đến 12 người ăn. Đấy, gia đình đông người thì rửa lồi trước. Đấy, rửa lồi xong ăn cơm xong rửa bát. Đấy, gia đình mà chỉ cần hai vợ chồng hai con nhỏ thì chỉ cần một lần rửa thôi thì rửa là cả bát cả lồi luôn. Đấy, máy nó rất là to. Đấy. Chất hàng thì em cam kết các bác là mạch zin, đồ đặc zin. Đấy, chất thì khỏi phải bàn. Đấy. Đấy, từ bên trong có gì này, những cái mem nhất là chưa bị sấp này. Đấy, chưa có hiện tượng ố gì này, là qua sử dụng này. Đấy, nói chung là em đi tuyển thì có yên tâm, máy toàn máy đẹp bán nó ngon luôn. Đấy, giá thì lại rất là bình dân, từ những cái gioăng chỉ rất là xanh luôn. Đấy. À, hàng thì em đã cẩn thận sơn xin lại góp 100% rồi. Đấy, nước sơn thì ba bác nước sơn bảo hành bác 15 nước sơn. Đấy, không ngờ sợ xuống màu, bởi vì nguyên bản nó là màu nhựa. Thì bác hình dung là từ những năm 2012-13, con này xuất năm 2013 đến giờ thì không chiếc nào mà nó còn trắng chéo đâu, cái màu đục đục. Thì thà rằng em sơn lại bác dùng để cho đẹp. Đấy, nhìn nó sang trọng. Đấy, dùng 15 không sợ xuống màu. Máy thì em dịch hết sang tiếng Việt rồi. Đấy, dịch sang 100% tiếng Việt rồi. Đấy, em không dính vào đây vì dính vào đây thì sợ bác bảo là nó bị chóc chữ chóc em. Nên là khi góp mua xong mới dịch Việt hóa. Việt hóa là Việt hóa 100% nên dùng rất là đơn giản luôn. Đấy. Chiếc này thì em xin gửi tới các bác giá là 4.500.000 đồng. 4.500.000 đồng đã bao gồm em Lâm là đầy đủ phụ kiện kèm theo máy như dây cấp, dây xả đi theo máy, chưa bao gồm đổi nguồn. Đấy, bác nào mua đổi nguồn thì 650.000, còn bác nào nhà có đổi nguồn tôi thì không phải mua nữa. Đấy, em bán tại nhà em là 4.500.000 đồng. Đấy, bảo hành có 1 năm, hỗ trợ chữa chọn đợt. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Còn bác nào mà muốn mua giá thợ thì thực sự là không có giá thợ đâu, bởi vì những cái bây giờ máy nhập bác ít về lắm, bọn em đi nhận giá cũng khá là cao. Như trước này nhập vào 4.2 triệu rồi, tính ra cái tiền máy chỉ được 300.000 thôi, cũng không lời được nhiều. Thế nên là bác nào lấy thì alo cho em hai số điện thoại. Em chào các bác nhá.